Ở Việt Nam, hình ảnh những cây cỏ mọc dài ở các khu vườn, ven đường hay trong rừng không phải là chuyện hiếm. Chúng mọc tùm, phát triển nhanh và bền vững mặc dù không cần ai chăm sóc hay tưới tiêu. Thậm chí chặt đi còn chẳng hết là câu nói cửa miệng của người dân mỗi khi nhắc đến. Tuy nhiên, khi được xuất ngoại, chúng lại được săn lùng tìm kiếm và có giá đắt hơn cả vàng. Thuốc quý trong vườn. Tôi đã bắt đầu kênh này với một tầm nhìn đơn giản. Tạo ra một nơi mà bạn có thể ghé thăm bất cứ khi nào bạn muốn ngồi xuống và thư giãn. Học hỏi và chia sẻ những cây thuốc quý ngay trong vườn nhà bạn. Cây thuốc quý ngay trong chậu kiểng nhà bạn. Thuốc quý ngay trên đường bạn đi qua hàng ngày. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng chúng tôi chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghe và để lại phản hồi. Nó là động lực mỗi ngày cho tôi, sự truyền cảm hứng để tôi làm thêm nhiều clip mới. Chúc bạn có một ngày hoặc một buổi tối tuyệt vời. Thuốc quý trong vườn, website thuocquytrongvuon.com, fanpage Thuốc quý trong vườn. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé!